con. Đây. Dạ. Đây là cái người mà con tò mò, con muốn tìm hiểu về con người này. Còn đây là cái con người mà con hay thắc mắc, con hỏi người này là ai. Hôm nay cô dắt đến đây để cho hai đứa tìm hiểu về nhau. Hi, nice to meet you chị. Đó, tự tìm hiểu về nhau đi. Chào Vi. Vi. Dạ Vi. Nhưng mà chị kêu Vi cũng được, không sao, cũng dễ thương mà. Ôi trời ơi, ủa sao nói tiếng Việt rành quá vậy cô? Dạ, thì nhiều người cũng thắc mắc vậy. Tuy là em ở nước ngoài, nhưng mà ở nhà thì ba mẹ bắt em phải nói tiếng Việt. Còn khi mà đi ra ngoài thì mới được nói tiếng Anh. Với lại em cũng hay call về để gọi điện về để nói chuyện với lại bà con ở Việt Nam lắm. Con vậy á. Dạ. Chị dễ thương thật. Ủa vậy chứ Di là cái gì của cô Lan? Di đây á. Dạ. Là con của cô Điệp. Cô Điệp là bạn thân của cô Lan. Mà cô Lan là cô đó. Cô Điệp, cô Lan. Trời ơi, sao tự nhiên tên Điệp với tên Lan y như chuyện tình Lan và Điệp vậy? Rồi mai mốt rồi ai đi vô chùa rồi ai cắt dây chuông. Không ơi, nó vui lắm. Nó nói một hồi là điên loạn hết trơn. Sao mày nhìn người ta dữ vậy con kia? Cái chuyện này nè, con thấy nó đẹp nên con nhìn. Mà con nhìn nó riết con sợ nó ngại con mới chạy. Dễ thương lắm. Là công cũng đẹp thiệt cô ơi. Đó, trời ơi, cái đầm hả? Đầm đẹp quá chừng luôn, cái mặt cái đầm là cô coi là con cái dáng dễ sợ luôn. Dòng nào là ra dòng đó luôn á. Đẹp quá à. Nếu mà chị thích á, cái này thì em không phải mua nước ngoài, em mua ở Việt Nam. Ủa vậy hả? Em mới về em thấy đẹp quá em mua. Có gì ngày mai em dắt chị ra mua. Khoan, không được. Để tối nay chị về chị hỏi ý kiến anh Hải đã. Ảnh đồng ý mai chị với em đi. Hả? Dạ. Trời ơi, người đẹp cái gì cũng đẹp luôn. Coi cái tóc kìa. Cái tóc làm kiểu này đẹp quá vậy ta. Tóc dài xong rồi nó giỡn giỡn, nhìn nó quyến rũ ha. Còn tóc chỉ ngắn ngủn à. Không sao đâu chị, nếu mà tóc ngắn á, mình ra mình kêu người ta nối tóc cho mình, xong mình uống xăng xăng lên, rồi mình nhuộm nâu nâu chút xíu là đẹp liền à. Ủa được luôn hả? Dạ được. Ê, nhưng mà không được, vậy chắc nhiều tiền lắm á. Để tối về á, chị hỏi anh Hải coi anh đồng ý không, rồi ảnh cho tiền chị, rồi mai chị mới đi được. Anh Hải là hồi nãy giờ mà chị nhắc là chồng chị hả cô? Thì đó, cái thằng ốm ốm đó, cái thằng mà nói chung là nói tiếng nó cũng khó nghe đó. Chồng chị đó. Dạ, em thì em chưa có được gặp anh. Nhưng mà sao em thấy chị phải phụ thuộc vô anh nhiều quá vậy? Hả? Mình là phụ nữ, chị biết không, ở nước ngoài phụ nữ người ta độc lập lắm. Người ta độc lập cả về tài chính, rồi trong chuyện con cái thì người ta cũng phân chia nhau rõ ràng. Không. Cho nên là chị muốn cái gì chị chăm lo cho bản thân chị thì chị phải tự chủ động chứ không có cần phải xin ảnh đâu. Mấy cái này bình thường mà. Trời ơi, không có tự chủ động được. Tại vì tự chủ động gì là lỗi do mày đâu chứ. Tại anh Hải anh làm lương có ba cọc ba đồng mà ảnh nuôi con rồi ảnh gồng gánh hết gia đình rồi cái gì cũng phải xin ảnh chứ sao tự chủ động được. Thì đó là lỗi của mày, ai biểu mày ăn ở không ở nhà rồi mày bám víu vô nó, mày phụ thuộc vô nó. Trời ơi, nhiều khi về nó quýnh mày cũng đâu dám nói năng gì đâu con khùng. Bao nhiêu lần rồi tao nói mày tự đi xin việc đi. Trời ơi, để mày chủ luôn động hả? Chứ sao nữa. Trời ơi, ở nước ngoài hả, đàn ông mà đánh phụ nữ là bị police bắt đó. Đó là cứ phụ thuộc vô thằng chồng hoài à. Trời, chết rồi, tới giờ nấu cơm cho anh Hải rồi. Đi về làm đi, đi kiếm việc làm đi. Không, về nấu cơm rồi. Mỗi lần mà nói tới chuyện xin việc làm là kiếm cớ nó bỏ đi vậy đó. Cô nói thiệt với con á, nhiều khi cô buồn nhỏ này lắm. Nó cứ vậy cho nên về hai chồng lâu lâu mà con nghe rầm 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 là biết là gây lộn đánh lộn đó. Ôi, phụ nữ vậy mà sao được. Cô yên tâm đi, con sẽ tìm cách giúp chị. Chị, xong chưa? Bạn em nó nhắn tin nó hỏi rồi nè. Dạ đi, em nhắn trả lời nó luôn. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Gì căng vậy? Dạ thì em có hẹn cho chị Dung á là sáng nay qua chỗ bạn em phỏng vấn xin việc làm. Thì giờ là tới giờ rồi. Chị thay đồ đi. Thay đồ cái gì? Anh ơi, chồng ơi, chồng cho vợ đi chút xíu rồi vợ về nha. Cái gì xin mà mua cái dao gì là ý gì? Không có, chút xíu rồi gì. Không.
Xin. Xin nè. Ở nhà. Xin cái gì? Không có việc làm cái gì hết á. Lo mình nấu ăn chút xíu nữa, anh chị của anh lên mà có mà ăn nữa. Đi đường xe người ta đói bụng rồi sao? Hả? Chị. Anh nói hay anh hót vậy? Cô cái giọng cao quá em nghe được. À, ừ, có con ngờ chứ bộ con chim thì sao mà hót. Có anh chi ở nước ngoài gì nghe giọng anh không có quen đúng rồi. Nói tóm lại anh không có cho chị đi. Không cho đi hả? Ủa để ở nhà nấu cơm lát anh chị anh lên rồi ăn nữa. Trời ơi sao mà được. Chị nhớ không, chị năn nỉ em không biết bao nhiêu lần rồi. Em cũng năn nỉ ngược lại bạn em. Nó mới cho buổi sáng nay. Bây giờ mình mà thất hẹn với nó là coi như là không có cơ hội xin việc làm, không có được đâu. Việc làm cái gì? Không có việc này thì mình kiếm việc khác. Hôm nay không hẹn thì hẹn ngày mai. Làm cái gì mà cứ gấp gấp vậy? Chị phiên dịch lại cho em ơi. Phiên dịch cái gì? Con người chỉ một con chim thì sao mà nó không hiểu. In nấu lẹ. Không có việc này thì có việc khác. Không hẹn hôm nay thì hẹn ngày mai. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Anh ơi, cái này cũng tại em. Bây giờ là Di đã tốn bao nhiêu công sức để giúp em có việc làm rồi. Bây giờ từ chối Di vậy tội nghiệp Di. Di buồn á anh. Buồn cái gì? Anh nấu là ở nhà. Anh chị của anh lên đây mẹ không có đồ ăn là đói bụng là chết luôn á. Thôi vậy thôi. Em về. Chị. Không có như chị xin lỗi em thông cảm. Em thấy chị khúm núm quá vậy. Cái này là mình kiếm việc làm là mình kiếm tiền gia đình mình chứ bộ. Mắc mớ gì mình phải gì năn nỉ chỗ thấy ghê quá à. Thôi đâu, em sao đâu nam nữ là bình đẳng. Chị cứ nói với anh Tiến là chị đi, chị thay đồ chị đi thôi. Ở nhà. Điên hả? Ở nhà nấu mấy cái đồ ăn mà mua không lẽ đỡ không mà dục cho chó ăn hả? Ở nhà mà nấu chứ. Thì sao anh không nấu? Tôi không nấu bởi vì tôi là chồng, cô là vợ. Chị. Rồi bây giờ cô Lan nói đi để con quay lại chứ không con không có nhớ. Trời đất ơi. Bây giờ đầu tiên á con phải. Gì vậy? Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Trời ơi. Vui quá. Nay có chuyện gì vui vậy con? Gì vậy? Con ơi. Sao? Anh Hải thất nghiệp rồi. Đã có hồn không vậy trời? Trời ơi, con mới tiếp xúc nó con không biết đâu. Nó mà ngược lại á, mới là sợ. Còn vậy nó là một sự bình thường. Bây giờ tới cô buồn nè. Sao ạ? Sau đây là tới cái màn thiếu tiền nhà nữa nè. Trời, cô khổ tâm với cái cặp này quá. Cô thiệt tình, cô có thường con quá. Anh Hải anh thất nghiệp mà con vui là phải có lý do chứ. Tại vì con có quý nhân giúp con rồi. Phương quá hả? Trời ơi, ở đâu ra? Đây nè. Gì? Bậy. Đây nè. Không, cô Lan mới là chủ nhà của chị chứ có phải em đâu. Không có con. Không có. Cô là quý nhân của nó gần như là cả một năm trời nay rồi ha con ha. Bây giờ con chàng đỡ giùm cô chứ cô mệt mỏi lắm. Em là quý nhân của chị, em nói sao vậy? Đâu ra? Hôm qua em nói là em giới thiệu việc làm cho chị, nhớ không? Thì đó, giờ sẵn tiện em giới thiệu cho chồng chị luôn đi. Á? À, coi như vậy đi ha. Giờ chị lên chị nấu cơm cho ảnh, chị báo cho ảnh vui rồi lát nữa chị đi khoe khắp mọi người luôn á là em giúp vợ chồng chị. Dạ, em giới thiệu với anh chị đây là Thư, nhà bạn em mà em hay kể với anh chị á. Trời ơi, nó làm chủ nhiều doanh nghiệp lắm. Nó tạo điều kiện công ăn việc làm cho rất là nhiều người luôn. Thư, đây á là vợ chồng chị Dung, anh Hải. Trời ơi, ảnh chị á giỏi dữ lắm. Anh Hải nghe, biết lái xe nè, rồi biết sửa điện nước. Rồi hả, hầu như cái gì cũng làm được đó, ảnh giỏi lắm. Còn chị Dung thì nấu nướng nội trợ đảm đang lắm luôn nghe. Coi có việc làm gì không giúp cho ảnh chị đi. Tôi đó nha, tôi nghe là biết sửa điện nước với lại lái xe giỏi là tôi chịu. Mà cũng may cho hai người là nhân viên chỗ tôi vừa mới nghỉ làm. Ủa sao nghỉ vậy chị? Thì cũng nói là giỏi sửa điện nước rồi nấu nướng giỏi mà làm không có được, tôi đuổi hết. Vậy chị yên tâm đi, coi như bây giờ mình rút lại luôn đi. Là chồng em là sẽ sửa điện nước cho nhà chị, còn em là lo phần nội trợ nấu nướng. Hai vợ chồng mình á được làm việc trong cùng một môi trường, không có rời xa nhau, luôn luôn yên tâm về nhau. Nhưng mà anh chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi đâu có cần nấu nướng sửa điện nước gì đâu. Ủa? Tôi làm gì? Chứ đây nè, anh đây là tài xế riêng cho tôi, còn chị là nhân viên massage trong cái spa của tôi. Cái gì? Có được không? Ừ, dạ được. Ngoan, mày thương mày chưa? Rồi.
Cái phần giao lưu giới thiệu tới đây là xong rồi. Bây giờ vô vấn đề chính nè, tiền lương. Dạ. Yeah. Lương tài xế của anh 10 triệu. 10 triệu. Ừ? 10 triệu. Lương chồng tôi. Sao vậy? 10 triệu. Thấp quá hả? Từ từ, cái này là lương căn bản, lương còn có tiền làm ngoài giờ. Nó hào phóng lắm, làm được việc là mai mốt tăng 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 từ từ à. Còn tăng lương nữa. Đúng rồi. Trời ơi. Thôi vậy thôi được rồi. Vậy thôi. Chị đừng có nói đến lương của em nữa nha. Bỏ qua đi, em nghe lương chồng em là đủ rồi. Sao sao vậy? Bình thường em ham tiền lắm mày, sao tự nhiên bây giờ hào phóng cái gì? Tại giờ em đâu đi làm nữa đâu, nghe lương em chi? Chị không đi làm. Mình anh đi làm đủ rồi. Anh đi làm là đủ nuôi em rồi. Chứ giờ lương anh nhiêu? 10 triệu. Đó lương anh nhiêu? Đó là 6 triệu. 6 triệu mà đủ hai vợ chồng mình sống vậy, giờ 10 triệu là dư xài rồi. Không quá phải đi làm nữa, tiết kiệm thôi mà. Trong này mua nhà chứ. Không, mình anh đi làm được rồi, em ở nhà em làm đẹp cho anh. Trời ơi, chị kêu em chủ yếu giới thiệu là cho chị. Chị muốn là phải độc lập tài chính, chị kêu là giới thiệu việc làm cho chị mà. Trời ơi, ngu gì làm người phụ nữ độc lập. Ở nhà cho chồng nuôi sướng hơn bình nãy. Vừa yêu luôn bên ta, cả khi ta khó khăn nhất. Vừa luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lục lời tin nhắn, móc túi từng xu nè. Nào thì cha xét như hoãng thư.